Lil Randy, Trip Up, One Way and Five Side Production, West Side Soldier. We are West Side Boy. We make you listen. Người ta gọi tao trai miền Tây, lớn lên trên đất miền Tây. Ngay từ nhỏ bản thân đã phủ trên người là lớp bụi của miền Tây. Tao sống cuộc sống không bị xiềng vây, ngày tỉnh còn đêm thì say. Tao đã thấy tụi phát gangster swagger miền Tây không có gì hay. Tao có thằng bạn cũng ở miền Tây, nó nuôi đam mê hàng ngày, nó đi đôi dép giữa đất miền Tây. Các mày Vinh, các mày Vinh đang. Chào cả nhà nha. Đang làm gì vậy nhóc? Làm mồi câu cá. Nhóc Sử đang làm mồi câu cá các bạn ơi. Thành phần gồm những gì vậy? Cám với thức ăn cho vịt nè, thức ăn cho gà. Mà không có trứng nữa. Trứng vịt nhiều quá thì nó nhão. Không có trứng cút. Thôi bỏ, khỏi bỏ. Để chọn mồi câu cá này, mồi cục bự này để câu cá này, cục này để gãi xuống cho cá lại nè. Màu xả. Màu xả nữa ha. Màu xả xuống cho cá lại. Màu xả là màu dụ ha. Ừ. Bóp bóp cục nữa nhờ. Cho nét nét cho vịt chụp xuống. Bóp đi nè. Cho nét nét cho chụp xuống cá mà Vinh lại nhóc. Mồi này chắc hồi để im cám rồi. Năm tác dụng làm gì? Cho nó nhiều cho nó hả? Dẻo. Cái dẻo câu đừng câu cá rỉa cho nó đừng rớt. À, chuẩn bị mồi câu cá các bạn ơi. Bữa nay tiếp tục câu cá hầm nhà các bạn. Mấy hầm mình làm mấy cái clip trước đó rồi đó. Câu cá mình quay hoài đó các bạn. Hôm nay quay lại cho các bạn coi nữa nha. Những ai mà mới tới kênh lần đầu á, cho mình một like và đăng ký kênh nha. Bấm chuông để theo dõi các video mới nha các bạn. Cảm ơn các bạn nha. Và cũng không quên cảm ơn những tất cả các cô chú anh chị và đã luôn ủng hộ đồng hành kênh từ trước tới giờ nha. Chân thành cảm ơn. Đây là mình câu cần câu chút nha các bạn. Mình câu mình nảy xuống câu. Mình câu tự chế chặt chút rồi tóm lưỡi ra chứ đâu có tự làm câu mua đâu, có kinh phí đâu mua. Cả nhà cho lượt vương nhiều cho tụi con có kinh phí tụi con sắm một câu máy rồi. Chứ mới có mười mấy đô à. Không có đủ tiền mua. Đã tìm câu. Hồi lấy nước chậu chỗ này qua. Chưa cả út dạ ra. Mà nhiều lắm, câu đâu sợ hết đâu. Không có ốm mì, có ốm mì mình để vô chung. Mì lấy ruột á hả? Lấy luôn cái kia cũng được. À, vậy vậy. Để thêm cám rồi đi lấy cám. Cắt muối, anh cắt muối. Nó phải hấp dẫn cho các bạn. Quá hấp dẫn luôn, mồi được cá mà thấy thơm quá. Bớt mũi quá. Ngồi gần nghe thơm lắm ơi, thơm mùi thức ăn. Có ngủ gì hương chuối á, ấy lên rồi. Hương chuối là gì? Tinh dầu chuối, ngủ gì hương chuối. Có cái ngủ gì hương gì đó người ta để, người ta câu cá hay lắm. Tinh dầu chuối á, tinh dầu đó là chế biến thức ăn dụ ếch rồi đó. Ngâm, ngâm ếch cho nó thơm. Con biết cách làm bảy ếch nữa, dễ đó. Nè, vậy là dẻo rồi nè. Bữa nào đi mua lập ếch về đặt đi. Ừ, đúng rồi, lập ếch đó. Bán ra ít khi thấy bán lắm. Nó dẻo rồi nè mọi người. Chú Tư mày biết cách chế đó mà, làm biến làm. Chế làm là tại nhà nó rẻ, khỏi đi mua. Chú Tư đi làm rồi, đâu có ở nhà đâu làm. Bỏ tay quá, hơi búa đặt. Ai cho dẻo. Sáng sớm không tập thể dục, giờ tập thể dục rồi nè. Rồi làm xong cục này mình lắc đi ra trùng nữa coi. Rồi cho tên mới trùng câu hai mồi luôn.
phải đem nhiều đường câu mới được. Cái này để giải xuống cho cá lại, cái này để câu. Vậy là sắp xong rồi các bạn. Dò 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 hồi nó dẻo dẻo, mình móc vô lưới câu nó không có này, không có tan. Bạn giờ mùa nước nó cá vừa đếm cá cha rồi nhóc chân nó vô trong đây nè, nó ngấp ngấp á, có cần câu máy mình nhảy xuống á, nó nhiều dữ lắm. Mình bóp bóp mà sao cho nó dẻo dẻo luôn các bạn, bỏ xuống 50 gốc vào trong nha các bạn, vào đào trong nha. Coi coi chừng. Ê kìa kìa, một con gà, một con trùng. Còn nó kìa, còn con ngay đây nữa nè. Một con trùng hư đó trời, mất tiêu rồi. Trùng đó mình câu cá rô phi với cá mì in. Một con ấy, mấy con một bữa đừng ấy, con nhỏ nè. Hồi nãy mình có mình cũng có đào một con nữa nè các bạn. Trùng không này, màu cá này mình đi câu cá. Trùng đất này cũng có tác dụng làm thuốc nha các bạn, thật ra mấy chế biến bài và chế thuốc. Một con nữa bạn, quá trời rồi nhiều ơi, nhiều ơi nhiều ơi, kìa chạy dưới tay quá trời luôn kìa, quá trời nhiều luôn nữa bạn, vậy nhiều lắm rồi đó, câu này chắc không hết luôn á. Thôi được rồi, được rồi, đi rồi. Tìm nhà con nữa. Kìa kìa, nó mới chạy thẳng luôn, chạy thẳng luôn á, chạy thẳng luôn. Thẳng tới không? Đừng có sáng xuống. Không, đó, này. Ê. Nè, trùng đất này các bạn. Nó cục cục vậy đó. Sáng mạnh quá cái trùng đất nha. Bên này ép mình nó nhiều lắm, nó đào xuống mất. Nó đào xuống mất không kịp luôn á. Bắt mưa hỏm hết nè. Gích kìa, nó gà, nó gà, gà một em trùng đó quá trời trùng. Hồi đó chỗ này mình nuôi trong này nè, bạn cái tủ này nè, mấy con bồ câu ngủ. Ê mày bò ra mày trốn này, trốn này thì trốn cũng đủ rồi nào bạn. Chào xíu cũng ngấp chân còn mà thấy được ít thôi thì chứ nhiều như vậy. Rồi đi câu thôi. Đi. Chờ ở nhà nha. Đi câu cá các bạn ơi. Nắm dài à, mưa quá mưa. Nhìn xình bùng lầy lội luôn. Giờ mình thi câu cá nè. Chắc con ngồi cám nha. Câu bò dồn. Ờ. Giờ con đến đây số lượng nha. Bỏ cái thùng vô đây nè, cầm hai câu luôn. Cầm hai câu đi. Rồi đi đi. Rồi đi câu cá bạn ơi, câu ở vườn nhà mình các bạn, mấy cái hầm này nó thông ra ngoài sông á, cá vô bắt từ từ bạn ơi, không chứ không có nuôi. Này nè, được này nè, được này đi. Cầm điện thoại có con tay à, chắc nó lắc dữ các bạn. Ê, mít nè, có trái, bắt đầu có trái là gai các bạn. Mít nè, mít thái. Đó, mấy cái bao bao là có trái rồi đó. Mít thái không? Ừ. Chồng mít à. Lộn, chồng mít thái. Đó, trái nè. Trái chịu trong trái. Ừ. Trái nè các bạn, bự chà bá nè.
chừng nào cái cá nó sắp chín rồi đó, có cái nứt nứt không? Cái cuốn nó mà nứt nứt ra là chín đó, dây mà chắc thì nguyên đó. Nó chín rồi đó. À, bao lại gì nữa bạn, nó không bị sâu. Chứ mít nó đẹp nữa. Ủa không biết coi trong. Ở đây nha. Đoạn kia trước đi. Nước thui chảy chảy trời. Nước khui ra nữa hay gì? Người ta khui hay là mình khui chạy? Mình khui. Mình khui ai khui? Năm nữa hai. Hả? Ừ, đây nè. Đây nè bạn, mít năm. Cây nè, ba trái nè. Ba trái cặp kè luôn nè bạn. Đổi địa điểm câu rồi các bạn. Nãy câu bên kia nước cạn quá, cá không ăn. Đây nè, giục giục phao kìa. Ủa, cá mì dinh. Cá mì dinh bạn ơi. Kìa, coi thùng luôn đi, câu sớm vậy. Kìa, quấy thùng rồi con hai. Trong hoa được 6 con rồi đó bạn, dành con tiếp mà này đem ra cho này con chỗ này nè, mồi này cũng câu được nữa nè con hai, mồi này cũng câu được nè, hoàn cảnh xung quanh chỗ câu các bạn, kìa nó ăn bớt không có rồi. Nãy giờ đang đợi cá ăn kéo dưới kìa con hai, ó dính nè, đưa ra phóng to ra đó rồi, mình đang đợi cần bên kia cũng có cá nhưng mà bên nó cá ít hơn bên đây cá lại nhiều. Trời mưa các bạn, kìa cái lúc phao kìa, trời cá mì dinh đại đi, mưa rồi. Bắt đại vô đi. Mưa rồi cá không ăn nữa, bắt ăn đi. Chừng nào câu dính nhiều nữa thì thả. Cá mì dinh nè. Rồi đi luôn. Đi sao đó. Ơi giờ đang còn câu nữa bạn. Giật à, giật hai cần luôn. Hai cần giật luôn. Một cần dính về. Lội luôn mất. Bên kia là cái dèo nuôi ốc nha các bạn. Đây là chỗ nuôi cá. Cá mà xong vô. Đưa coi coi. Nó bị dính nè. Nhớ ăn nữa các bạn ơi. Rồi giọt luôn. Thiệt cái tình. Giờ mình đợi xíu nữa nha. Chừng nào nó ăn mình quay cho các bạn coi. Chứ mình quay giữ hết dung lượng các bạn ơi. Ăn nữa các bạn ơi. Cá ăn nữa. Dính không? Trời. Mấy cá này khô quá các bạn ơi. Nó ghỉa không à. Cá kéo các bạn ơi. Trời. Ăn rồi kìa, giấc. Có mà dinh bạn ơi. Ủa, cái này bự à. Hai quay ra. Ủa, cái này mập thấy ghê bạn. Cá dinh nó nuôi. Mưa luôn các bạn ơi, 15 gram rồi. 15 gram có câu lắm. 15 gram gì nè, cá vô nó lóc lên quá trời. Được mớ rồi nè. Không biết mày đủ trong khoa ăn không ha. Đó, sau một lát câu được nhiêu nữa các bạn. Hôm nay mưa quá, mưa câu hơi tắt các bạn ơi. Hôm trước mình đứng mình giật chút xíu là 1 ký mấy 2 ký. Hôm nay mưa quá câu được chút xíu à. Mưa dầm tới giờ còn mưa nữa. Đó được nhiêu đó. Cá mày dinh. Mày dinh. Rồi chào cả nhà nha. Tạm biệt cả nhà. Ai mới tới kênh lần đầu bấm đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi các video mới nha các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn nha. Bye bye.